Các bạn, mình là Sun. Các bạn đang lắng nghe Sun Nguyên Podcast. Lâu lắm rồi mình quay trở lại với một số podcast mới. Sun hy vọng rằng các bạn vẫn rất là ổn. Thời gian vừa rồi thì mình đã có một chuyến đi rất là tuyệt vời đến Ấn Độ vào dịp Tết, và mình sẽ có rất là nhiều câu chuyện để kể cho các bạn nghe trong chuyến đi đấy. Nhưng mà các bạn hãy chờ thêm một vài hôm nữa, Sun sẽ làm những số khác để kể cho các bạn nha. Hôm nay thì Sun rất là muốn chia sẻ cho các bạn rằng là nút bạc của chúng ta đang trên đường về rồi. Rất là cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho kênh YouTube thứ hai của mình là Sun Nguyên Podcast. Hiện tại thì mình đã nhận được hơn 100.000 lượt sub ở kênh thứ hai này và hơn 600.000 lượt sub cho kênh Sun Nguyên. Và nó là một món quà rất là tuyệt vời cho mình sau một vài năm làm một người sáng tạo nội dung. Thực sự rất là biết ơn các bạn, và mình cũng cảm thấy mình rất yêu công việc này. Dường như mình được sống đúng với bản thân mình, và mình được chia sẻ, mình được lắng nghe, và đâu đấy thì có thể mang đến tâm tình và sự đồng cảm với rất 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 là nhiều mọi người ở ngoài kia. Cảm ơn các bạn. Sự có mặt của các bạn, sự lắng nghe của các bạn là một trong số những điều tuyệt vời nhất mà mình nhận được. Valentine, ngày lễ của tình yêu. Chắc là các bạn cũng đang mong chờ một chủ đề để chúng ta có thể cùng nhau tâm sự về tình yêu hay là những thứ tương tự như thế. Và đây là một điều mà Sun phải thú nhận với các bạn, rằng chân thành là một điều rất là cần thiết trong tình yêu, nhưng mà nó không chắc chắn chúng ta sẽ gặp được tình yêu chỉ nhờ vào chân thành. Thật sự là như thế. Mình cũng đã từng là một cô bé rất là mơ mộng, chỉ bận tâm đến một người đàn ông mà anh ấy hết lòng vì mình. Anh ấy quan tâm, anh ấy chăm sóc, anh ấy dành cả ngày để ở bên cạnh mình. Anh ấy có thể đáp ứng tất cả mọi thứ mà mình muốn. Nhưng mà đương nhiên, sự thật nó hơi phũ phàng một chút, rằng là điều quan trọng là cảm xúc của mình dành cho anh ấy nữa. Nghĩa là anh ấy có hấp dẫn với mình không? Và liệu sự chân thành có thực sự khiến con tim một ai đấy rung động? Mình không nói rằng là các bạn đừng có chân thành. Chúng ta nên chân thành, chắc chắn chúng ta sẽ cần có sự chân thành. Đấy là điều tiên quyết đầu tiên. Chân thành nghĩa là sao? Chúng ta không có tự dối lòng, và chúng ta cũng không dối người khác. Những gì mà chúng ta nghĩ cũng là những gì mà chúng ta làm. Chúng ta đối xử với người khác như cách mà mình muốn được đối xử. Chúng ta sống thật lòng mình, sống chân thành, biết cho đi và biết nhận lại. Thì đấy chắc chắn là những điều rất cần thiết cho bất cứ mối quan hệ nào. Nhưng mà nó không đủ để mang đến cho bạn một tình yêu. Lý do là vì sao? Thì Sun muốn chia sẻ với các bạn nhiều hơn như thế này. Thực tế cho thấy, đây là thực tế nhá. Thực tế chứ không phải là ảo mộng. Mặc dù đương nhiên bây giờ thì mình vẫn là một cô bé rất là mơ mộng lắm luôn ấy. Nhưng mà dù sao mình cũng không thể phủ nhận được thực tế rằng con người chúng ta sẽ lựa chọn những thứ mà họ cho rằng nó có giá trị. Và kể cả các mối quan hệ xung quanh cũng như thế. À, có thể là một chàng trai gặp một cô gái và anh ấy cảm thấy cô ấy rất là đẹp. Cô ấy lại rất là tài năng, rất là ấm áp. Anh ấy cảm nhận thấy cô ấy là một người có giá trị. Hay là một cô gái gặp gỡ một chàng trai hơn cô ấy về rất là nhiều mặt. Thông minh, tài chính ổn định, có tiền tài của cải, lại có học thức và sự tinh tế. Ai mà không yêu những người như vậy các bạn? Đúng không nào? Ai mà không yêu những người mà họ thực sự hiểu giá trị của mình, cũng như là không ngừng trau dồi bản thân. Vậy thì một câu hỏi ngược lại, nếu như bản thân các bạn, bạn gặp một người họ rất là chân thành, họ rất là quan tâm bạn, họ mua đồ ăn cho bạn những lúc mà bạn đói bụng, họ đến bên bạn vỗ về khi mà bạn buồn, nhưng mà họ không có một chút sự hấp dẫn nào trong mắt bạn hết á. Ngoại hình của họ với bạn, bạn thấy rất là xấu. Thậm chí là họ còn có mùi nữa. Sự nghiệp lại chẳng đâu vào đâu, một không có mục đích, không có ước mơ, không biết cố gắng vì điều gì. Ý là nếu như một người không đủ tiêu chuẩn
với bạn, nhưng mà họ rất chân thành, thì liệu bạn có yêu họ hay không? Thì đó là một câu hỏi mà Giang nghĩ rằng là thậm chí mình cũng tự hỏi chính bản thân mình đấy. Các bạn hãy trả lời một cách thật lòng xem. Câu trả lời là không, đúng không? Dẫu sao bạn vẫn sẽ phải yêu một người phù hợp với tiêu chuẩn của bạn. Đấy có phải là câu trả lời không? Hãy cứ thành thật với nhau thôi. Tại vì ở đây chỉ có Sun, chỉ có Sun và chỉ có bạn. Không có ai biết cả. Nhưng mà biết cũng chả sao. Tại vì đấy là cách một cuộc sống này vận hành. Chân thành là chưa đủ. Chúng ta cần phải đầu tư cho chính mình và trở thành một phiên bản tốt hơn. Tại vì rốt cuộc cuối cùng, tất cả mọi người đều vô cùng thực tế. Họ cần những mối quan hệ giá trị, cùng tầng giá trị. Họ cần một người có thể trò chuyện được, một người khiến họ tôn trọng. Và thực chất ấy, nếu như các bạn bước vào một mối quan hệ mà bản thân bạn không được tôn trọng, người ta yêu bạn chỉ vì cái sự tiện lợi của bạn mà thôi. Người ta yêu bạn vì bạn rất chân thành, bạn phục vụ họ, bạn quan tâm họ. Nhưng mà người ta không có một sự tôn trọng nào dành cho bạn thì bản thân bạn cũng là một người rất là đau đớn. Bạn luôn tự hỏi rằng tại sao tôi lại không được đối xử như những người khác? Tại sao cô ấy lại có hoa và quà và một bữa tối rất là lãng mạn vào đêm Valentine? Còn tôi thì ở đây một mình, trong khi bạn trai của tôi lại đang đi chơi với hội bạn thân của anh ta. Chân thành là chưa đủ. Chúng ta còn phải biết cách để đặt chân thành đúng chỗ. Phải biết mình nên chân thành với ai và ai là người xứng đáng nhận được những điều mà bạn cho đi đấy. Và để biết được điều đó, bạn phải không ngừng nâng cấp bản thân mình, mở rộng vốn sống, mở rộng góc nhìn, những kinh nghiệm sống của bạn, cách đối nhân xử thế. Bạn sẽ dần dần hiểu ra được rằng bản thân bạn muốn được đối xử như thế nào và người khác cần phải đối xử với bạn như thế nào. Nếu như bạn là một người không có giá trị, nghĩa là chính bạn nghĩ rằng bạn không có giá trị trong mối quan hệ đấy. Bạn cảm thấy là họ chính là vầng hào quang, họ chính là kẻ cứu rỗi cuộc đời của bạn, còn bạn chẳng là gì cả. Nếu như bạn suy nghĩ như vậy thì người khác cũng sẽ suy nghĩ về bạn như vậy. Và sự chân thành của bạn trong lúc này nó không có đắt giá như bạn nghĩ. Nó không có cao cả như bạn nghĩ, mà người ta chỉ đối xử với bạn như là một sự tiện lợi mà thôi. Quay trở lại, bạn cần điều gì? Bạn cần được yêu, được tôn trọng, được công nhận. Chúng ta sẽ cần phải thực tế với nhau rằng người ta quan tâm bạn là ai hơn là bạn làm gì. Lý do vì sao mà rất là nhiều những anh chàng bad boy mà các cô gái suốt ngày đu bám, anh ta hoàn toàn hờ hững luôn, nhưng mà cô nào cũng thích. Các bạn có thể xem một chương trình thực tế, đấy chính là Địa ngục độc thân phần 2. Các bạn có thể thấy cái chàng trai, mình quên mất tên rồi, nhưng mà một chàng trai vào sau và cảm giác hơi bét bét, hơi phong trần, hơi kiểu không bận tâm ấy, lại được phần lớn các cô gái thích. Cụ thể như là 4 trên 6 cô là thích cái anh đấy. Mà nhìn thì thật ra anh ta chả làm cái gì để thích cả. Anh ta chả cố gắng để đến tấn công cô nào cả. Mà các cô gái thì thi nhau tranh giành, thi nhau gặp anh ta. Anh ta không có thời gian trống luôn ấy. Mà các bạn xem gần như anh ta chả làm gì, nghĩa là anh ta chỉ đứng đấy và thở thôi. Vì sao? Vì anh ấy đẹp trai, thứ nhất là thế, cơ thể đẹp, khỏe mạnh. Thứ hai, phong cách của anh ta là anh ta rất biết giá trị của mình. Anh ta rất biết mình đang ở đâu, có chút hơi ngông nghênh. Đương nhiên, mình không chắc là với cái sự ngông nghênh đấy thì liệu anh ấy có thể tìm được một tình yêu chân thành hay không. Nhưng mà dẫu sao không thể phủ nhận được sức hút của một người mà họ hiểu giá trị của mình và họ đặt mình lên. Các cô gái phải thể hiện tình cảm với anh ta nhiều hơn, phải chủ động với anh ta nhiều hơn, còn anh ta chỉ ngồi đấy và lựa chọn thôi. Cuộc sống nó đôi khi nó phũ phàng như vậy đó các bạn. Nếu như các bạn vẫn đang đặt câu hỏi là tại sao tôi vẫn đang rất là mệt mỏi với những mối quan hệ, tôi không được tôn trọng và tôi không được yêu, thì có lẽ đấy là lúc các bạn nên dành một chút thời gian để nhìn lại chính bản thân mình, nhìn lại chính mối quan hệ này và nhìn lại tất cả mọi thứ mà các bạn đang trải qua, và nghiêm túc dành thời gian để làm mới, để nâng cấp, để tập trung cho cuộc sống của bản thân bạn. Hãy học một môn thể thao mới,
rèn luyện hàng tuần một body đẹp rất là xứng đáng đấy các bạn. Đăng ký một khóa học đầu tư cũng được, học lên một bằng cấp mới, học lên một kiến thức mới, tìm hiểu về rất là nhiều thứ xung quanh cuộc sống. Bạn không nên mất thời gian để quá tập trung vào một người không tôn trọng bạn. Hãy dành toàn bộ thời gian đấy để cho chính mình, để nâng cấp chính mình. Thật ra khi mà bạn đã đến một cái level khác rồi, bạn đã nâng cấp lên một cái vị thế khác rồi, bạn nhìn lại chính mình của ngày xưa, vùi đầu vào, suy ngẫm để làm vừa lòng một ai đấy, nó rất là ngốc nghếch. Và mình phải nói những điều này để tất cả chúng ta cùng nhau tỉnh ra. Người khác, họ quan tâm bạn là ai? Đương nhiên chúng ta không sống vì người khác, đúng không? Chúng ta sống vì chính mình. Nhưng mà rõ ràng là bây giờ nếu như bản thân bạn lại bỏ bê chính mình, tập trung vào việc cố gắng làm vừa lòng ai đấy, cố gắng để khiến ai đó yêu mình, thì các bạn hoàn toàn không sống vì các bạn. Chân thành là một điều rất tuyệt vời, rất ấm áp. Nhưng nếu như nó được sử dụng đúng chỗ, đúng cách, đúng lúc, đúng người, thì nó sẽ mang đến cho bạn những kết quả tuyệt vời hơn. Còn nếu như bạn là một người rất xuất chúng, rất xuất sắc, nhưng mà bạn vẫn chưa tìm được một người yêu thương mình, bạn cảm thấy mình có rất là nhiều người chú ý, nhưng mà bạn lại cảm thấy không có sự kết nối với một ai hết, thì có thể là bạn đang thiếu sự chân thành đấy. Không, đây là nói thật. Những người mà được săn đón nhiều, được yêu nhiều, được quan tâm nhiều, đôi khi bản thân họ bị tự cao quá. Họ tự đặt mình lên người khác. Họ chỉ bận tâm đến việc người khác sẽ quan tâm mình như thế nào, đối xử với mình như thế nào, mà họ không thực sự cố gắng thấu hiểu mọi người xung quanh. Thì đó cũng là một vấn đề, cũng là một vấn đề lớn trong cuộc sống. Tại sao những người như vậy họ lại không thể kết nối với một ai cả? Vậy nên là nếu như chúng ta có cả hai thì mọi thứ nó sẽ dễ dàng hơn đấy các bạn. Nó dễ dàng hơn thôi, nó không có nghĩa rằng là nó nhanh chóng hơn. Tại vì đôi khi cuộc sống nó là tùy duyên nữa. Có người thì lấy chồng rất sớm, lấy vợ rất sớm, lập gia đình sớm và rất hạnh phúc. Nhưng mà có người thì họ phải gặp cái người bạn đời của mình trong khoảng thời gian muộn hơn. Có nhiều người lấy sớm nhưng mà cũng rất là khó khăn, rất là mệt mỏi, rồi là ly hôn, rồi là đủ thứ trên đời. Có nhiều thứ nó ảnh hưởng tác động đến các mối quan hệ lắm, chứ không chỉ đơn thuần mỗi chân thành không nữa các bạn. Nhưng mà dẫu sao ấy, khi mà chúng ta hiểu giá trị của mình và chúng ta chân thành, thì nó sẽ khiến mọi thứ nó thoải mái hơn, nó khiến mọi thứ trở nên đúng hướng hơn ấy. Sun không biết phải dùng từ gì cho điều này, nhưng mà tất cả mọi thứ nên dừng ở mức vừa đủ. Yêu bản thân vừa đủ, đừng đạt đến mức độ ích kỷ, nghĩa là bỏ qua hết tất cả chỉ để tập trung vào bản thân mình, bỏ qua cả những người yêu thương mình chỉ để chú trọng vào nhu cầu của chính mình, thì nó cũng không ổn lắm. Nhưng mà nếu như chúng ta bỏ bê chính mình, chúng ta lo gọi là tìm kiếm tình yêu từ người khác, thì nó cũng không đưa đến một kết quả xứng đáng với bản thân bạn. Tất cả mọi thứ đều cần sự vừa đủ. Vừa yêu bản thân mình, vừa chân thành, vừa nâng cấp bản thân mình, vừa chia sẻ và quan tâm đến mọi người. Bây giờ bạn nhìn lại chính mình trước gương nhé. Các bạn sẽ dành thời gian nhìn lại chính mình trước gương. Các bạn nhìn mình từ trên xuống dưới. Các bạn đặt tay lên con tim mình và các bạn tự cảm nhận về chính con người mình ở thời điểm hiện tại, rằng nếu như tôi là một người khác thì tôi có yêu chính mình hay không. Các bạn hãy nhìn lại mọi thứ, các bạn tự ngẫm điều đấy. Và dần dần các bạn sẽ biết được rằng mình nên cải thiện cái gì, mình nên nâng cấp chỗ nào, mình nên phát triển ra sao. Đương nhiên là thậm chí có những người mà họ không thực sự nhận diện được bản thân mình như thế nào. Thì trường hợp này thì chắc chắn chúng ta sẽ cần nhiều hơn những trải nghiệm trong cuộc sống để tự hiểu ra. Còn chúng ta ngay lúc này đây hãy hiểu được một điều rất quan trọng, rằng bạn là người quyết định những thứ xảy đến trong cuộc sống của các bạn. Bạn coi trọng chính mình thì người khác cũng sẽ phải coi trọng bạn thì mới bước vào cuộc sống của bạn được. Sắt không nói là những người xuất hiện nhé. Xuất hiện thì đủ hầm và lằng các thứ, nhưng mà cái người nào mà ở lại trong cuộc sống của các bạn ấy, họ phải bắt được cái tần số của bạn. Bad boy thường chỉ tìm những cô gái dễ bảo mà thôi. Đương nhiên một người đàn ông gentleman, một người đàn ông mạnh mẽ, một người đàn ông gọi là nam tính, họ cũng sẽ không đi tìm kiếm một cô gái nam tính. Vậy đó. Đương nhiên một cô gái nữ tính thì không thể nào đi tìm một chàng trai nữ tính. Chúng ta sẽ cần phải thực tế một điều: mình thích điều gì,
thì mình phải trở thành cái điều đấy, mình phải là nó, chứ không chỉ là đơn thuần là chân thành. Ừ em ơi, anh có trái tim chân thành này dành cho em đây, nhưng mà anh không có việc, không có công việc, thất nghiệp, không có đồng nào trong người hết, em nuôi anh nha. Nó mơ mộng, nó cổ tích lắm các bạn. Cuộc sống là như vậy. Có lẽ đây là lý do vì sao mà còn trẻ chúng ta vẫn nên tập trung để hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn. Hoàn thiện về mọi mặt, về cả tâm hồn, về cả hiểu biết, về mọi thứ, để chúng ta nhìn cuộc sống một cách rõ ràng hơn bằng lăng kính của chính mình. Các bạn, mỗi người sẽ có những lăng kính rất là riêng, không ai giống ai hết. Mình không đánh giá về cuộc sống của mỗi người, mình nghĩ rằng đấy là lựa chọn của các bạn. Kể cả các bạn đâm đầu vào yêu một ai đấy, quên mất bản thân mình, thì đấy cũng là lựa chọn của các bạn. Nhưng mà những điều mà San nói ra đây là để một phần nào đấy giúp các bạn có thể nhìn nhận ra được một con đường nó đúng đắn hơn, nghĩa là nó thực sự hạnh phúc, nó thực sự là một điều gì đấy mà nó tốt lành cho các bạn, hơn là bạn cứ hằng ngày trải qua những khổ đau mệt mỏi. Còn nếu như bản thân bạn vẫn cảm thấy thỏa mãn, thoải mái với tất cả những gì đang có, thì San vẫn mong rằng các bạn hãy tiếp tục sống như thế. Và một điều cuối cùng, chân thành thực sự là một điều vô cùng cần thiết, rất là cần thiết trong tất cả mối quan hệ. Và không có chân thành, chúng ta sẽ không thể nào gặp được một người thực sự dành cho mình. Nhưng mà mỗi nó thôi thì không có đủ. Người ta sẽ không chỉ yêu bạn chỉ vì như vậy. Và đương nhiên bản thân bạn cũng sẽ cần cho mình nhiều hơn như thế. Sống cuộc đời mà các bạn mong muốn và có những thứ mà các bạn mong muốn. Và nhân dịp ngày lễ tình yêu, San mong rằng các bạn sẽ luôn yêu và được yêu. Nếu như các bạn muốn lắng nghe thêm một số những Q&A liên quan đến tình yêu ấy, thì San cũng vừa mới lên sóng một video trên kênh YouTube rồi. Thì các bạn có thể xem video đấy nha. San chia sẻ rất là nhiều những quan điểm của mình về một số những câu hỏi thú vị. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã lắng nghe podcast ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại các bạn trong những số podcast lần sau. Good night.